Trong 6 bảng đấu ở Euro 2020, bảng C được đánh giá là dễ đoán nhất vì Hà Lan có sức mạnh vượt trội so với 3 đối thủ còn lại và chiếm ưu thế khi được đá trên sân nhà Johan Cruyff Arena. Hà Lan đã bỏ lỡ 2 giải đấu lớn gần nhất là Euro 2016 và World Cup 2018. Do đó, họ quyết tâm có cuộc trở lại thật ngoạn mục ở Euro 2020 theo kiểu sự trở lại của nhà vua để hâm nóng con tim của người hâm mộ. Sự quyết tâm của Hà Lan đã thể hiện rõ khi chơi tưng bừng ở Nations League, lọt vào đến chung kết và chỉ để thua một trận duy nhất ở vòng loại Euro 2020. Trong 3 năm qua, Hà Lan cũng từng hạ các đối thủ lớn như Anh, Pháp và Đức. Điều khó khăn là Hà Lan vẫn đang vật lộn để tìm kiếm những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu giống như kiểu Arjen Robben hoặc Robin van Persie trước đây. Dù trong tay huấn luyện viên Frank de Boer có những cầu thủ trẻ tài năng như Frankie de Jong và De Ligt, nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để chứng minh. Sự vắng mặt của trung vệ thép Virgil van Dijk cũng khiến cho đội tuyển Hà Lan gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, huấn luyện viên Frank de Boer vẫn tự tin đề ra mục tiêu vô địch. Huấn luyện viên de Boer nói: "Chúng tôi không yếu hơn những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi có phong độ tốt và có khả năng đánh bại bất kỳ đội bóng nào." May mắn hơn cho Hà Lan là các đối thủ chỉ thuộc dạng trung bình nên chẳng có gì phải bàn cãi khi nhận định Hà Lan hạt giống số 1 và chiếc vé đầu bảng C rất khó thoát khỏi tay của họ. Như vậy, ba đội còn lại là Ukraine, Áo và Bắc Macedonia sẽ tranh nhau chiếc vé còn lại. Trong cuộc đua này, Bắc Macedonia sẽ sắm vai kẻ lót đường vì họ chỉ lần đầu góp mặt ở Euro và lực lượng của họ cũng mỏng hơn các đối thủ rất nhiều. Ngôi sao đáng chú ý nhất của Bắc Macedonia đó là tiền đạo đội trưởng Goran Pandev. Tuy từng thi đấu rất thành công trong màu áo của Inter Milan, nhưng giờ đây ở cái tuổi 37, Pandev đã qua thời kỳ đỉnh cao. Hai đội còn lại ở bảng đấu này là Ukraine và Áo đều có lối chơi thuộc dạng lì lợm. Trong đó, đội tuyển Ukraine dưới sự cầm trịch của huấn luyện viên Andrei Shevchenko đã tạo nên một tập thể trẻ trung với độ tuổi trung bình là 25,7. Ưu thế của họ là sự đoàn kết với lối đá tập thể không phụ thuộc nhiều vào các ngôi sao. Họ từng đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 1-0 và cầm hòa đương kim vô địch thế giới Pháp với tỷ số 1-1. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất của họ đó là tiền vệ 23 tuổi Tihanskov của Dynamo Kiev và tiền đạo 25 tuổi Roman Zaremchuk của Gen. Áo tham dự Euro 2020 với mục tiêu là tìm được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở giải đấu cấp châu lục. Đến với giải đấu này, tuyển Áo được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Franco Foda, nổi tiếng thử dụng. Hầu hết các trận đấu của ông đều chủ trương với lối đá phòng ngự, dù trong tay có những cầu thủ chơi tấn công rất hay như David Alaba của Bayern Munich hoặc tiền đạo Sabitzer của câu lạc bộ Leipzig. Nếu muốn giành vé, huấn luyện viên Franco Foda có lẽ sẽ phải điều chỉnh chiến thuật so với các trận đấu gần đây, chứ nếu không, họ sẽ rất khó cạnh tranh cùng với Ukraine cho vị trí thứ 2.